xin chào các bạn. Hôm nay BDS sẽ giới thiệu với các bạn đi xem một mẫu rưỡi đất 15.000 m² tại xã Xuân Tây, nằm ngay khu dân cư kiểu mẫu tại ấp 5 xã Xuân Tây nha các bạn nha. Đây mình rẽ vào đây, chỗ này là ủy ban xã và chúng ta sẽ đi tiếp. Rẽ trái tiếp, đây cổng chào nông thôn mới kiểu mẫu. Các bạn cho mình một like đi để ủng hộ mình đi. Anh em nào đang xem kênh BDS Cẩm Mỹ 1 hãy comment phía dưới và đăng ký kênh để nhận thêm những video mới nhất. Và bây giờ chúng ta lên đường tiếp tục nông thôn kiểu mẫu. Và mình sẽ giới thiệu với các bạn nha, ở chỗ này sẽ có một con đường 763, một con đường mới nhất được quy hoạch sắp tới để sẽ làm nối dài với đường 765 ra sông Rai, tỉnh lộ 765 và 765 đi ấp 8 xã sông Rai. Tí nữa mình sẽ úp cái quy hoạch của lô đất 15.000 m² này lên với một lô đất nữa kế bên đang trồng chuối cũng 15.000 m², một bên là bán 320 triệu, một bên là bán 450 triệu một sào nha các anh chị. 450 triệu một sào là trồng chuối và 420 triệu không trồng gì hết, và chung cùng một tuyến đường giáp ranh người hàng xóm. Tổng cộng hai thửa này là gần như là 3 mẫu 1. Ai mua thửa nào thì bán thửa đó nha các quý vị và các anh chị. Số tỷ luôn mang lại cho các quý vị và các anh chị những thông tin để các anh chị đầu tư bất động sản tại huyện Cẩm Mỹ. Đất nhà vườn, đất resort, đất nông nghiệp kiểu mẫu dành cho các quý vị và các anh chị. Thì chúng ta đang đi trên đường là bên tay phải và bên tay trái toàn là những biệt thự, nhà vườn kiểu mẫu rất là sinh động nha các bạn. Đây thấy không? Và bây giờ chúng ta sẽ rẽ trái đi vào 15.000 m² bán 220 triệu một sào. Đang trồng những gì và cây chuối ra sao? Thì đây là mình chỉ cho địa chỉ thôi và mình sẽ úp cái quy hoạch đó lên. Chút số tờ số thửa cho các quý vị và các anh chị nhà đầu tư tìm hiểu nha. Còn mọi định vị, số tờ số thửa các anh chị mà mua thì mình sẽ gửi qua vị trí cho các quý vị anh chị. Đây bây giờ đã tới rồi đây. Khu vườn kiểu mẫu biệt thự nhà vườn ấp 5 xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ. Tèn 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 tèn. Vui không các bạn? Mình luôn mang lại cho các bạn những thước phim nông thôn nhà quê, nông thôn mới, quê nhà chúng em. Xin chào các bạn. Đây, các chào các vị, các nhà đầu tư đây này. Bên tay trái chúng ta là một mẫu rưỡi bán 420 triệu. Rồi mình sẽ coi luôn, đưa quy hoạch lên luôn nha các bạn ơi. Đây, tờ số 4, thửa 43, địa chỉ Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Diện tích là 15.476 m². Với giá bán là 420 triệu một sào. Và nằm kế đường 763B nha các bạn. Đây, các bạn nhìn đây là đường 763B nè. Mình sẽ thả ánh sáng xuống này cho các bạn xem nha. Vị trí sau này là kết nối đường vào sân bay Long Thành quốc tế. Kinh điển, đường rộng rãi, thoải mái nha các bạn. Tặng cho các bạn một câu: đầu tư hôm nay kiếm tiền ngày mai. Hôm nay đường đất, năm sau đường đá, vài năm tới là đường nhựa. Thế thì sao các bạn? Thu nhập cao không các bạn ơi? Rồi kế tiếp mình sẽ cho các bạn xem đây, cùng chung tuyến đường vườn chuối 15.000 m² bán 450 triệu một sào. Rồi mình xin thả luôn thông tin xuống này cho các quý vị xem luôn nha. Kế đường 763B nối dài với 765, tương lai sắp tới nha các bạn. Và tiếp tục, người hàng xóm láng giềng là ai? Tờ số 7, thửa 44, địa chỉ Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Diện tích là 15.145 m², với giá bán là 450 triệu một sào. Rồi, thực tế, thực địa nha các bạn, vườn chuối. Giờ xin mời các bạn xem nè, đó, vườn chuối đẹp chưa? Hai thửa liền nhau, đẹp không các bạn? Giờ mình úp lên hai thửa cho các bạn xem nha. Ai hạp bên nào bán bên đấy, một bên là 420, một bên là 450, chọn bên nào bán bên đấy nha các quý vị nha anh chị. Rồi mời các bạn xem nè. Bên tay trái chúng ta là tờ số 4, thửa 44, địa chỉ Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Diện tích là 15.145 m², với giá bán là 420 triệu một sào. Rồi bên tay phải của chúng ta, tờ bản đồ số 4, thửa 44, địa chỉ xã Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Diện tích 15.145 m², là hai người hàng xóm kế bên, đường nằm giữa nhà các quý vị và các anh chị.
đó, tự chia nhau ra mà làm biệt thự nhà vườn kiểu mẫu, tách như thế nào đây quyền các bạn nha. Và BDS Cẩm Mỹ 1 xin chân thành cảm ơn các quý vị luôn luôn đồng hành xem kênh BDS Cẩm Mỹ 1, đưa thông tin cho các bạn để đầu tư bất động sản, và có rất nhiều vị trí để cho các bạn tìm hiểu để đầu tư. Với giá thì mỗi vị trí đều khác nhau, tùy theo những vị trí, tùy theo những đất là những con đường gì, đường bê tông khác, đường nhựa khác nha cô quý vị và các anh chị, và khu vực đất nào được nằm trong quy hoạch trong tương lai sắp tới, vị trí tiềm năng chiến lược để các quý vị đầu tư, thì mình sẽ gửi cho các quý vị những thông tin cho các quý vị tham khảo. Và sau đó thì anh chị em nào có nhu cầu mua bán và ký gửi nhà đất thì cứ liên hệ với mình. Số điện thoại của mình là BDS Cẩm Mỹ 1, Zalo số 0982687668, hotline 0988243078. Ngoài ra BDS Cẩm Mỹ 1 xin giới thiệu với các bạn có một kênh mà các bạn muốn tìm hiểu về đầu tư bất động sản tại khu vực sân bay quốc tế Long Thành, là một kênh BDS Long Thành, là người hàng xóm BDS Cẩm Mỹ 1. Khi hàng xóm được cất cánh là sân bay quốc tế Long Thành 2025 được đi vào khai thác, thì người hàng xóm Cẩm Mỹ 1 sẽ trở nên hưng vượng hơn. Những ngôi biệt thự nhà vườn kiểu mẫu sẽ mọc ra dành cho các chuyên gia để về ở đây nghỉ dưỡng, cũng như là ngành nông nghiệp sản xuất về cây ăn quả, rau củ quả, sau này sẽ xuất đi các nước trên thế giới, là một trong những ngành nông nghiệp mang tính hiện đại, công nghệ cao. Để trước khi kết thúc chương trình như mọi ngày, xin các quý vị và các quý khán giả hãy cho mình một like, và ai là những người mới hãy đăng ký kênh để nhận thêm những video liên quan thông tin về đầu tư bất động sản. Các quý vị và các anh chị nhà đầu tư khắp mọi miền đất nước có nhu cầu đầu tư bất động sản tại khu vực huyện Long Thành hoặc huyện Cẩm Mỹ thì liên hệ trực tiếp qua Zalo số 0982687668 để tìm hiểu thêm thông tin. BDS Cẩm Mỹ 1 được phát sóng 6 giờ sáng 15 phút ngày mai. Mời các quý vị cùng đón xem. Xin chân thành cảm ơn. CN MTVs and video, BNK, Kane, BBS, Kemi, Ones, and CH, and CMN. And HPH at Senbei, Shin CD MBT, and GS and Long TH and H City Hotline 0986687668 GP and 6PCTV and UTBT and S and TI Long T9 Li and H Zalo 0986867668 Bitan 6T.